mạnh, hơn nữa sẽ chỉ càng lúc càng mạnh. Ta có cảm giác như vậy. Sau khi bọn chúng đến được đại đạo yêu quái, sẽ diễn ra chuyện thú vị. Nghe thấy chưa? Kỳ Kinh muốn phải đến Tây Thiên Cực Lạc, phải đi qua đại đạo yêu quái. Ta chuyển tin tức ra ngoài. Sư phụ, sau chuyện 16 năm trước, các sư huynh không quay về với người sao? Ta chỉ biết, sau khi bắt giới về Cưỡng Chư Sơn thành của hắn, thì tiếp tục làm thành chủ, còn Ngộ Tịnh thì hoàn toàn bật vô âm tín. Tộc Cưỡng Chư tôn chiến binh mạnh nhất làm quốc vương, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Sư phụ, chưa bắt giới sư huynh là chiến binh mạnh nhất sao? Lợi hại thật. Bắt đầu Tây Hành, bát giới là chiến lược quan trọng nhất. Sau khi mấy người chúng ta Tây Hành về, hắn quay về tiếp tục sự nghiệp. Sơn Thành này vẫn là địa bàn của tộc Cự Trư. Lần này gặp bát giới là hy vọng hắn có thể gia nhập với chúng ta. Có điều, hy vọng không lớn lắm. Với tính cách của bát giới, muốn hắn từ bỏ cuộc sống an nhàn trước mắt, sống ngày tháng vất vả, chắc là rất khó. Đồ ngốc! Chút chuyện cũng làm không xong, rác rưởi. Bát giới, sư phụ, đúng là con rồi. Cậu muốn đi đâu? Đừng chạy chứ. Sư phụ, làm trò gì vậy? Bát giới, tránh ra. Muốn định chết người à? Bát giới sư huynh. Đi không nhìn đường à? Sư phụ, đó chính là bác giới sư huynh sao? Tại sao vừa gặp chúng ta đã chạy vậy? Không biết nữa. Bác giới, là ta đây, là sư phụ Đường Tam Tạng đây. Mở cửa đi. Sư phụ, trùng hợp thật đấy, làm con hết hồn, khiến con bối rối muốn chết luôn. Xin lỗi. Nào, vào ngồi đi. Con sống ở đây sao? Phải, nơi này đơn sơ, sư phụ đừng trách. Không đâu. Thật thất lễ, chỗ con lộn xộn thế này. Vị tiểu huynh đệ bên đó là... Đệ tên Bạch Lang, là đồ đệ mới của sư phụ. Chào bát giới sư huynh. Đồ đệ mới à? Tốt lắm. Cảm ơn. Mời sư phụ dùng trà. Vừa rồi con đang bận việc sao? Đâu có, không bận. Có phải ta làm phiền con không? Đó đều là đám nhàn rỗi, không cần để ý. Này, đồ ngốc, người không nói tiếng ta đã chạy là ý gì đấy hả? Không muốn làm nữa à? Đúng đấy, ta không làm nữa. Người đi chết đi. Sau này đừng có mà tới xin xỏ ta. Mười sáu năm rồi. Thật hoài niệm cuộc sống trước kia, cùng sư phụ đi đường xa như vậy. Còn có Ngộ Không và Ngộ Tịnh, chúng ta cùng vượt qua bao khổ ải. Khi đó con chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, sau đó quay về Cự Trư Sơn Thành, sống ngày tháng phong quang. Còn có thể tự hào chứng minh được lực của mình, độc quyền bởi TV2 và các tộc nhân. Xem, cuối cùng ta cũng làm được một việc phi thường, bài phòng biết bao. Chúng ta quả thực đã làm một chuyện rất phi thường. Nhưng mà, tại sao chứ? Tại sao lại có kết cục như vậy? Còn không hiểu, Ngộ Không chết thảm quá. Còn vẫn không quên được chuyện khi ấy. Chú Bát Giới à, không biết điều sẽ có kết cục như con khỉ này. Người hiểu chứ? Đáng ghét. Của công chúng ta chăm đắp bàn tay tới Kỳ Kinh về trung thổ, vừa ra vào tay bọn họ đã lập tức trở mặt không nhận người. Thật hối hận vì đã làm nhiều việc cho họ như vậy. Công cốc rồi. Cố gắng của chúng ta năm đó tóm lại chính là công cốc. Không, không phải công cốc. Chúng ta đã làm một việc phi thường. Có điều,
Chúng ta chỉ làm có một nửa. Một nửa? Mang cái kinh về trung thổ chỉ là một nửa đầu. Trả quấy về Tây Thiên Cực Lạc mới là công đức viên mãn thật sự. Ý của sư phụ là bát giới sư huynh, kỳ kinh ở ngay đây, ở bên người đệ. Bọn đệ đang định mang cô ấy về thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Các người có kỳ kinh rồi. Bát giới sư huynh, bọn đệ cần huynh giúp đỡ. Xin lỗi sư phụ, con cũng muốn gia nhập. Đáng tiếc con không thể. Tại sao? Chuyện này quả thực rất khó nói. Sư phụ, con có nương tử tên Thúy Lan, hiện giờ cô ấy bị nhốt trong nhà ngục của pháo đài. Gọi là đệ đệ của con Chư Dũng Liệp. Vốn dĩ con mới là người thừa kế tộc Cự Chư. Tô thành này cũng là của con. Chư Dũng Liệp là tên tiểu nhân bị ổi, hắn cướp tất cả của con. Nương tử của con cũng bị hắn nhốt lại, còn không cho chúng con gặp nhau. Hắn bắt con sống như một tên ác mày. Đáng giận là lúc ở thiên cung con bị sát tâm quan âm cướp đất bổ cào, còn mất đi sức mạnh, chỉ có thể nhìn hắn muốn làm gì thì làm. Thật là vô dụng. Hắn muốn ngươi làm ăn mày, ngươi thật sự đi làm ăn mày sao? Quả nhiên là con heo ngu ngốc. Thì đại ca này là ai? Có hơi quen mặt. Hắn là Bạch Long Mã. Thế mà. Được rồi, bắt giới. Chuyện này, sư phụ, chúng ta không thể không quản. Lập tức đi cứu người. Còn dẫn đường đi. Sắp tới rồi. Nương tử của con bị nhốt trong pháo đài phía trước. Không sai, cô ấy ở trong đó. Và năm nay chắc đã chịu nhiều cực khổ. Chúng ta sẽ cứu cô ấy ra. Hình như không có gì khó khăn hết. Tổng cự trư rất hung hãn. Bây giờ họ chỉ nghe theo lời đệ đệ của con. Xin mọi người cố gắng đừng ra tay. Không cần lo. Chuyện này chúng ta rất có kinh nghiệm. Muốn xông thẳng vào không? Không, 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 không. Con đi thăm dò trước đã. Con ở lại đây đi. Sư phụ. Ba giới, có chuyện gì vậy? Đợi đã. Làm trò gì vậy? Đợi đã. Mọi người không được ra tay. Không được ra tay. Đợi đã, mọi người đừng động thủ. Dũng Liệt, sao đệ có thể không giữ lời như vậy? Rõ ràng đệ đã hứa với ta, nếu ta giúp đệ lấy kỳ kinh thì sẽ thả nước tử của ta. Hơn nữa đảm bảo sẽ không làm hại sư phụ của ta. Bát giới, chưa bát giới. Còn heo này, không phải là bán đứng chúng ta. Lấy được kỳ kinh, ta có thể bắt ép thiên chúng một trận. Có điều, quan trọng hơn là phải ăn thịt tên thánh nhân này. Trước Công Liệt, người xem như đã lập công nhỏ. Có lẽ ta sẽ cân nhắc chia cho người một miếng thịt. Không, ta không cần. Xin ngươi đừng ra tay, đừng làm khó sư phụ ta. Ta không dành để ý đến ngươi. Các cự trừ, trừng trị bọn chúng. Giết. Đợi đã, mọi người đợi đã. Mọi người nghe ta nói. Nể tình ta trước đây là tránh ra. Tư thế của đại quân heo rừng quá đáng sợ rồi. Bọn họ ra giày thịt béo, lang chảo của ta rất khó làm họ bị thương. Hơi bầy heo ghê tởm. Xem mà đại gia làm sao chừng trị người. Long hình hóa thân. Long nhân à. Trước mặt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con giun thôi. Xem ta cạo sạch vảy rồng của ngươi đây. Đó là đinh 39 răng của ta. Các thương nó gây ra lớn hơn vũ khí thường nhiều.
ghét. Sợ hãi sức mạnh của bản Trêu Vương chưa? Là sẽ khiến các người càng thêm tuyệt vọng. Linh khí tập kết. Đây là cái gì vậy? Hắn muốn hấp thụ linh khí cửu thiên cửu địa. Trên đại đạo yêu quái, có những loài yêu quái trong hoàn cảnh đặc biệt có thể lấy được sức mạnh trợ giúp từ bên ngoài. Ví dụ tộc cự trư, khi bọn họ chiến đấu trong núi mộng mật thì có thể thu lấy linh khí xung quanh cho mình dùng. Nhờ có địa lợi này, có lúc có thể khiến bọn họ cường hóa gấp bội. Nếu thoát khỏi hoàn cảnh này, linh khí cũng sẽ biến mất. Nói tạm biệt cái số mệnh bất hạnh của các ngươi đi. Thực lực của Long Nhân chẳng qua cũng chỉ như thế. Thú đại nhân, ra đây giúp ta. Đây là hỏa diễm của Long Nhân. Không có sức mạnh cưỡi long hồn, đừng cậy mạnh trước mặt ta nữa. Nhìn thấy chưa? Ta là vua của cự trư, vua của sơn lâm. Có bản lĩnh gì thì mau đem ra đây. Đợi ta ăn thịt đường tam tạng rồi thì ngay cả thiên chúng Atula ta cũng chẳng xem vào mắt. Trư Dũng Liệt, người cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta, còn bắt ta làm ăn mày ở cự trư sơn thành 16 năm, đến thế tử cũng không được gặp. Không hề nghĩ gì đến tình cảm huynh đệ. Lần này chúng ta đã nói trước không làm bị thương sư phụ. Người nói lời không giữ lời. Tên khốn kiếp bị ổ này, đừng ép ta điên lên. Điên đi, điên lên đi. Điên cho ta xem nào. Xin lỗi Dũng Liệt đệ đệ. Xin lỗi. Ta là đồ bỏ đi. Ta là rác rưởi. Xin niệm tình người ca ca vô dụng này của đệ. Xem như mở lòng từ bi bắt giới. Cái đồ ngu đần này, người tỉnh táo lại đi. Người có biết cuộc đời người tức cười như thế nào không? Độc quyền bởi TV2. Người vốn là vua của tổng cự trư, không những kế thừa tổ nghiệp cự trư sơn thành, còn có được một người vợ xinh đẹp Cao Thúy Lan. Vốn dĩ tất cả đều thật tốt đẹp, người cứ phải đi theo đường tam tạng cùng sang thế giới bên kia. Kết quả mọi thứ đều thay đổi. Giác tâm quan âm rút đi hai cái răng nành tượng trưng cho dũng khí và sức mạnh của tộc cự trư của ngươi. Đau quá. Ngươi giống như một tên phế vật về đến cự trư sơn thành. Ngươi không có răng nanh, định sẵn là kẻ thất bại. Ngươi chỉ xứng đáng là một tên ăn mày, vĩnh viễn cũng không có ngày chuyển mình. Ngươi là nỗi nhục của tộc cự trư. Nói như vậy là không đúng. Ta tự nguyện theo sư phụ Tây Hành. Những thay đổi sau đó không ai dự liệu được. Sao có thể trách sư phụ chứ? Ta không trách ai cả. Có trách, chỉ trách mình quá vô dụng. Đúng, người là phế vật vô dụng. Đến giờ này phút này, vẫn còn mong nhớ người vợ không được gặp kia. Người có ý gì? Đồ ngu. Bị ta đùa giỡn nhiều năm như vậy mà cũng không biết. Vợ của ngươi đã bị ta ăn thịt lâu rồi. Không thể nào. Không thể nào. Uổng cho ngươi, còn muốn dùng kỳ kinh để đổi lấy nương tử. Bớt nằm mơ sẽ ban ngày đi. Ngươi cứ yên tâm mà làm vế vật. Ngươi ăn thịt nàng rồi. Dũng Liệt, ta phải báo thù cho nàng. Ta phải. Ta chịu ngươi đủ lắm rồi. Giữa chúng ta sớm nên cắt đứt. Chết đi. Sư phụ, con xin lỗi, con đã hại người. Bát giới,
Cái đồ ngốc này, đã nói với con rồi, vấp ngã thì đứng dậy, mất đi răng nanh thì sao chứ? Con vẫn là con. Con không làm được. Con không làm được. Lại bị thương vì tên phản đồ này. Ngu đến chết đi được. Sư phụ, con đến giúp người. Những chư nhân này tất cả đều có gia tăng linh khí. Còn tưởng phải ác chiến một trận thì mới thành công được. Dù sao đường tam tạng cũng không phải dạng vừa. Những kẻ khác trên đại đạo yêu quái đều không làm gì được hắn. Không ngờ hắn lại vì cứu chư cương liệt mà dễ dàng bị trọng thương như vậy. Đúng là trời cũng giúp ta. Sư phụ, sau khi con mất đi răng nanh thì giống như phế vật, đang không còn giá trị nữa. Sao người vẫn còn muốn giúp con? Bạt giới, đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Mất đi răng nanh thì sao chứ? Con vẫn là con. Con thật hoài niệm ngày tháng Tây Hành được cùng mọi người mạo hiểm năm đó. Con sẽ không yếu đuối thêm nữa. Trừ Dũng Liệt, việc không được ăn thịt sư phụ ta. Tại sao? Bởi vì ta sẽ đánh bại người không lưu tình. Cho dù người xin tha cũng vô dụng. Ta sẽ không tha cho người. Không tha cho người. Người đang nói chơi sao? Đây là người ép ta đấy. Ta thật sự sẽ dọa chết người. Một câu đùa nói hai lần thì không buồn cười nữa đâu. Gương Liệt, ông ta tiễn người lên đường. Bát giới, đình bà chín rằng là vũ khí của ta, trả cho ta. Buồn cười, có bản lĩnh thì tôi cướp đi. Không ngờ khí thế của tên này đã thay đổi rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Mà gần chưa bắt giới hình như đã trở lại hình dạng trước đây. Nhị đại tử của đường tam tạng chưa bắt giới ở đây. Trọng trách hộ tống sư phụ đi lấy kỳ kinh, để ta một mình gánh vác. Ngu xuẩn, người đã từ Tây Thiên cực lạc về đây từ lâu, còn mê sảng cái gì? Đúng nhỉ, lúc chưa nói mãi thành quen. Tóm lại ta bảo ngươi đừng có ý đồ với sư phụ ta nữa, dựa vào tên phế vật nhà ngươi. Trận chiến hôm nay vừa là để bảo vệ sư phụ, cũng vừa để bảo vệ bản thân. Ta phải lần nữa lấy lại tất cả. Chúng ta có cần lên trợ trận không? Khoan đã, chúng ta tạm thời quan sát. Linh khí tập kết. Tập kết khí của núi rừng mới là hình thái chiến đấu thật sự của hắn. Không hay rồi. Không ngờ hắn có thể tụ khí. Nếu như vậy, vết thương của bát giới ở thiên cung đã lành lại từ lâu rồi.
sở dĩ hắn vẫn mãi không mọc răng nanh. Chẳng qua chỉ là vì nỗi sợ chi phối nội tâm. Thực ra răng nanh chính là lòng tự tin của hắn. Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng trở lại rồi. Cũng già dáng lắm, biến lớn hơn nhiều rồi, trông uy mãnh thật đấy. Dũng liệt, chúng ta đương đương chính chính đọ sức đi. Lẽ nào ta lại sợ ngươi? Buông tay cho ta! Không ngờ mới bẻ gãy mấy khúc xương của người đã chịu không nổi rồi. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy sao? Chứ cương liệt, ngươi im miệng cho ta, bớt tỏ ra đắc ý đi. Từ lâu ta đã thay thế ngươi trở thành dũng sĩ mạnh nhất của tộc Cự Trư. Kẻ bại trận như ngươi, bây giờ ta lại phải tự tay đoạt lại những gì thuộc về ta. Đồ đã đến tay rồi, ta còn phải nhường ra sao? Đệ đệ, ta phải theo sư phụ đi Tây Thiên Cực Lạc trong 10 năm cũng chưa chắc quay về được. Sau khi ta đi, Cự Trư Sơn Thành và Thúy Lan nhờ đệ trông coi vậy. Phải đi thật sao? Con người ta vẫn luôn nhát gan sợ sệt, vốn cũng không quyết định được. Sau đó Thúy Lan không ngừng khích lệ ta, cuối cùng để ta hạ quyết tâm. Nàng ấy nói đến đàn ông thì nên làm một chuyện oanh oanh liệt liệt. Ta phải chứng minh cho nàng ấy thấy ta không phải một tên công tử bột không được tích sự gì. Dũng liệt, năm đó lúc chia tay, ngươi từng hứa với ta, còn nhớ hay không? Ta tin tưởng ngươi như vậy, nhưng ngươi đã phụ lòng ta. Dũng đem thần chủ thế mà lại bại rồi. Vậy có phải chúng ta phải tôn cương liệt làm thần chủ mình độc quyền bởi TV2.org? Chúng ta nên tôn hắn làm thành chủ. Cương liệt thành chủ, cương liệt thành chủ, cương liệt thành chủ, cương liệt thành chủ. Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Lăng yêu huynh đệ, vừa rồi không đả thương người chứ? Không sao, tính tình của đám heo này thật là kỳ lạ. Bát giới một khi nghiêm túc, thực lực đúng là vô cùng mạnh. Chỉ là cơ hội như vậy không có nhiều. Ta mới là vua của Sơn Lâm thật sự. Ta đã nói sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhận lấy cái chết của ngươi đi. Cương liệt, cương liệt, dừng tay. Đừng huynh đệ tương tàn nữa. Thúy Lan, phu nhân ra rồi. Tướng công, chuyện này phức tạp hơn rồi. Thúy Lan, hiện thế. Tướng công, ta tưởng nàng đã chết rồi. Ta đau lòng lắm, chàng yên tâm đi. Dũng liệt không làm khó muội. Thái tử của bác giới sư huynh đẹp thật, nhất định là rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Thái tử, mấy năm nay nàng chịu khổ rồi, sau này ta sẽ bù đắp cho nàng. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chi bằng có thể lấy cái đầu heo của chàng ra bù đi. Đường tam tạng, chuyện nhà ta, ông cũng muốn quản. Phu nhân của con hình như không cảm kích lắm. Thế Lan, Chư Cương Liệt, không ngờ người lại có ngày lấy lại uy phong. Bà cô đây đúng là đã xem thường người. Thế Lan, tao cỡ chữ. Và cỡ ngay sau đó làm gì, còn không mau đối phó với chúng. Phu nhân, Cương Liệt đã thắng Dũng Liệt, bây giờ hắn đã là thành chủ của Cự Trư Thành chúng ta rồi.
đều là cái đám khốn kiếp không được tích sự gì. Không sai, đây là truyền thống của tộc cự chư chúng ta. Bây giờ chúng ta không tiện nhúng tay vào. Thế Lan, tại sao đối xử với ta như thế? Tại sao? Im miệng, đừng có gọi ta là hiền thê nữa. Nghe thấy mà bớt ói. Bởi biết tại sao không? Ta phải chứng minh cho nàng ấy xem ta không phải một tên công tử bột không được tích sự gì. Ta đi đây. Sư phụ, hắn đi chưa? Đi rồi. Lời hắn nói về nàng cũng không chút nghi ngờ. Cảm ơn trời đất, sang thế giới bên kia chắc là chuyện rất khó khăn. Vậy chỉ ít cũng mấy năm không cần nhìn thấy hắn nữa. Hắn về rồi. Đừng lo lắng. Nghe nói sát tâm qua đầm chết chim bẻ cung, kỳ kinh vừa tới tay, ông ta đã giúp răng nanh của Chu Cương Liệt. Hắn bây giờ giống như một con chó tóc tang. Nếu nàng lo lắng, dứt khoát giết hắn đi. Không cần. Nếu bây giờ hắn đã không còn uy hiếp gì, chỉ bằng để hắn lại cự chư Sơn Thành làm tên ăn mày đi. Không, không thể nào. Hiền thê, không ngờ nàng vào đệ đệ của ta. Là hắn ép nàng, đúng không? Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Người nghĩ nhiều rồi. Là ta ghét ngươi. Năm đó ngươi cứu ta từ tay yêu quái, sau đó vẫn luôn xung xoe định nọt ta. Ta mang lòng cảm kích, nhất thời hồ đồ mới lấy ngươi. Nhưng mà ta lập tức cảm thấy không ổn. Ích kỷ, nhát gan, duy thù mà không dám trả tự đại, lại còn yếu đuối. Những đặc điểm khiến ta ghét này ở khắp trên người ngươi. Ngày nào cũng lại nhảy, nói mình lợi hại cỡ nào. Phiền chết đi được. Nàng thuyết phục ta theo sư phụ Tây Hành chính là để không gặp ta nữa, sau đó tư thông với Dũng Liệt. Không sai, Dũng Liệt tốt hơn ngươi nhiều. Chẳng ấy mới là đàn ông thật sự. Ta đáng lắm rồi. Hiển thề nàng hồng hạnh xuất tường lại trách được ta không phải. Nói vậy cũng được à? Không ngờ lại nói ra như thế. Nếu là vậy, Đinh Ba chín răng. Mở mắt ra chưa? Cút đi. Mà giờ sư huynh, con là thành chủ, huynh vẫn đi đâu? Ta phải rời khỏi nơi đau lòng này. Sư phụ, con đúng là tên ngốc. Ai cũng có lúc là tên ngốc mà. Bây giờ con đã nhìn rõ rồi, thì không còn là tên ngốc nữa. Đây chưa hẳn đã là một việc xấu. Đúng. Sư phụ, con nói rõ một chút nhé. Lúc con tụ khí biến lớn, cũng sẽ theo đó đẹp trai hơn. Nhưng mà bình thường con không thể tụ khí thường xuyên được. Con thật không can tâm. Bình thường con cũng không chú ý. Có phải mình thật sự xấu lắm không? Bà giới, cần gì chấp nhận chuyện nhan sắc chứ? Đẹp trai thì sao? Xấu trai lại thế nào? Tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo. Con xem vi sư chưa từng phiền não vì chuyện này. Sư phụ trông đẹp trai mà. Công nhận. Bà giới, thật ra con cũng đẹp trai. Thật ra con cũng thấy vậy. Sư phụ, nói thật, năm đó chúng ta ở đại đạo yêu quái. Tuy rằng rất nhiều yêu quái muốn ăn thịt sư phụ, nhưng mà cũng có rất nhiều yêu quái muốn thành thân với sư phụ, thật khiến Đổ Nhi ngưỡng mộ. Có hả? Ta không nhớ rõ lắm. Còn nhớ Liệt Đầu Nữ chứ? Cái cụ đầu người mình dám đấy. Yêu quái cường tráng như đại thụ. Cứ nói là người tình của sư phụ. Đúng. Khi đó cũng may ta chạy nhanh. Còn nhiều lắm. Nữ yêu động nhẹn nhẹn, cô ta cũng rất xinh đẹp. Đều là hư ảo thôi. Không còn sớm nữa. Bọn chúng còn ở dưới núi chờ ta. Ta phải đi rồi. Sư phụ, người thật sự muốn lần nữa đến Tây Thiên sao? Ta phải đi 10 năm nữa. Đến tận cùng Tây Thiên. Bác sĩ, con có bằng lòng đi cùng ta không? Sư phụ, đợi con làm xong một chuyện trước.
Chẳng sao rồi? Cơ thể nghiêm trọng không? Không sao. Trương Công Liệt này còn dự định gì nữa đây? Rõ ràng đã thắng ta rồi, sao lại đột nhiên đi mất? Mà cái hắn dự định thế nào? Để hắn quay lại, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. E là chúng ta có liên thủ cũng không đấu lại hắn. Thúy Lan, nàng vẫn nên đi đi. Hai người không cần đi đâu hết. Yên tâm đi, ta không đến đây để chút giận. Chưa Cương Liệt, vậy người muốn thế nào? Đừng kích động. Ta đến để từ biệt thôi. Từ biệt? Vốn dĩ ta nên hận hai người lắm, nhưng mà nghĩ lại vẫn là thôi đi. Hôm nay xem như ngày ta sống lại. Chuyện qua rồi, ta cũng không muốn truy cứu nữa. Sư phụ nói tất cả đều là hư ảo, nhưng thân phận các ngươi là nương tử và đệ đệ của ta lại là thật. Thúy Lan, ta phải đi rồi, không biết sau này còn quay về nữa không. Nàng và Dũng Liệt cứ sống cho thật tốt. Có điều ta còn có một yêu cầu đơn giản. Cái gì? Trước khi đi, ta có thể ôm nàng một lần cuối không? Ôm ta? Đúng đúng, chỉ một cái thôi. Ta cũng sắp đi rồi, chỉ một yêu cầu nhỏ vậy thôi. Độc quyền bởi nàng sẽ không từ chối chứ. Được thôi. Thơm thật, cái đầu khốn kiếp này. Cút đi cho lão thơm. Ta cút đây. Thế mà hắn đi thật rồi. Nói như vậy, hắn đã từ bỏ cự Chu Sơn Thành, lại lần nữa tay hành. Có lẽ hắn thật sự có chút thay đổi rồi. Như Lai, thì ra vẫn chưa chết sao? Mười sáu năm trước, Đế Thích Thiên, ông đã làm gì vậy? Như Lai, người theo dõi ta. Thứ đó không phải là kỳ kinh sao? Trong thiên cung còn có nơi ẩn mật như vậy, ta vẫn luôn không biết. Trận pháp này sẽ nhanh chóng hấp thụ năng lượng của kỳ kinh, vậy thì cô ấy sẽ tan biến. Đế Thích Thiên, ông không thể làm vậy. Như Lai, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Kỳ kinh thuộc về ta. Ta muốn thế nào thì thế ấy. Nghe thấy chưa? Đế Thích Thiên, chúng ta ủy thác đám người Đường Tam Tạng chăm đắng ngàn cây lấy được kỳ kinh là vì chính đạo của thế gian. Nếu ông có mưu đồ khác với cô ấy, dù ông có là trời, ta cũng phải ngăn cản ông. Dựa vào ngươi. Đoạn vừa rồi của Đế Thích Thiên thả lệnh sức mạnh nằm ngoài thiên chúng. Ông ta gấp rút muốn ra đòn sát thủ, không kịp che giấu. Điều này chứng minh cho nghi ngờ của mình bấy lâu. Nếu đã như vậy, quyết không thể để kỳ kinh rơi vào tay ông ta. Như Lai, ngươi đấu không lại bản tọa đâu. Ngươi muốn chết. Kỳ kinh là tia sáng cuối cùng của thế gian. Vì bảo vệ cô ấy không bị bóng tối xâm chiếm, ta chết không hối tiếc.
trận chiến năm đó. Như Lai vì bảo vệ kỳ kinh đã bị ta tổn thương thần hồn nghiêm trọng, vốn tưởng hắn không sống nổi. Không ngờ 16 năm sau, hắn lại lần nữa hiện thân cản đường ta. Đồ đáng chết! 16 năm nay, ta vẫn luôn dưỡng thương, đã bỏ lỡ không ít chuyện. Nay kỳ kinh đã hiện thế, ta không thể ngủ say nữa. Đông Phương tướng quân, Ngộ Tịnh đến rồi à? Sư phụ, vì sư muốn còn đi giết một người. Ai? Đường Tam Tạng. Tuân lệnh. Sao còn chưa tới nữa? Cái tên không đáng tin đó chắc chắn sẽ không tới. Đợi thêm một lát đi. Con cảm thấy huynh ấy nhất định sẽ tới. Này! Này! Sư huynh! Mời hành thôi. Mọi người đây đang chờ ta sao? Quả nhiên, bảo có ta là không được. Đi sao phải thu xếp đồ đạc quá nhiều rồi. Đã chậm trễ chút thời gian. Sư huynh, sư đệ mời đến. Vất vả rồi. Được, sắp lại tinh thần thôi. Sư phụ, thương thế của người đỡ hơn chưa? Đã không đáng ngại rồi. Cái tên này vừa mọc răng nanh đã biến dạng rồi. Phải là một đánh chết hắn. Sao các người không tìm ngựa cho sư phụ cưỡi chứ? Có biết làm việc không vậy? Này, Bạch Long Mã, biến theo hình dạng trước đây đi. Còn heo chết tiệt, ngựa câm miệng cho ta. Bạch Lang, đây là chú linh điểu bằng pháp thuật. Ta phải nghĩ cách bắt được nó, giao nó cho ta. Dạ, sư phụ. Bắt được nó rồi. Vậy sao? Lấy lên xem thử. Sao không thấy nữa? Sao bắt được rồi mà? Đáng ghét. Chỉ nhanh thôi thì không bắt được nó đâu. Nó giống như một con rùa trên mặt hồ yên tĩnh. Động tác của con gấp gáp hồ lỗ đều sẽ làm nổi lên gợn sóng kinh động đến nó. Chỉ khi con học được cách khống chế nội tâm của mình, hình thành trạng thái hài hòa cân bằng với thế giới, con mới bắt được nó. Rèn luyện tinh thần của mình, theo đuổi cân bằng tâm linh, chính là phương hướng tu luyện của con. Cần tâm hết sức bình tĩnh sao? Không được vội. Chậm chậm. Chậm chậm. Đáng ghét. Tinh lực của tên nhóc này quá nhiều. Ngày ngày quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây. Cho nó cái này chơi, vừa hay để nó phát tiết một chút. Cuối cùng ta cũng được ngủ ngon một giấc rồi. Có điều đúng là cũng có lợi cho nó. Nếu có thể hòa hợp được hồn long lang của nó, thực lực sẽ mạnh lên rất nhiều. Tên này cứ như thằng ngốc ấy, nhảy tới nhảy lui thật là khó coi. Đồng hành với cả ngốc thật khiến người ta chịu không nổi. Con có thể hướng dẫn cho nó về long hồn. Cái này thì ta không rảnh. Không rảnh, con bận lắm. Nhắc tới thì long hồn của tên này từ đâu ra vậy? Cảm giác mạnh hơn bình thường. Là một chiến binh long tộc Thiên Vũ Sơn, đã hy sinh lúc thiên quân tấn công. Long tộc Thiên Vũ Sơn là long hồn của ai?
Là Thiên Vũ Thú, Thú Đại Nhân. Thiên Vũ Thú? Huynh quen ngài ấy sao? Huynh và ngài đều là vương tử Long tộc. Không quen. Người muốn nhảy tới nhảy lui thì đi xa một chút. Ta phải ngủ đây. Nhưng mà... Kệ hắn đi. Hắn không muốn trả lời con. Không ngờ đã chết rồi. Bạch Lang, tiếp tục luyện. Chuyên tâm một chút. Vâng. Sư phụ, nóng quá. Nóng thế này thật không thích hợp đi trong sa mạc. Đúng không sư phụ? Sư phụ, lần trước tôi cũng đi qua đoạn đường này sao? Không sai. Chúng ta cần qua được sa mạc này mới đến được cự nhân quốc. Đúng là nóng quá. Mọi người, đến với tảng đá phía trước, nghỉ ngơi một lát đi. Tốt quá rồi, đi tiếp nữa. Lão chư ta chắc mấy thầy con heo quay mất. Phát chết đi được. Này, ngươi làm gì đấy? Trong sa mạc này rất vô cùng quý giá. Sao ngươi tùy tiện sử dụng như thế? Mà sư huynh, đệ cũng khát lắm. Sư đệ, đệ sợ chúng ta ai mà không khát? Đây không phải là cách cớ, sư huynh. Bây giờ chúng ta đã có 4 người rồi, không phải quy mô Tìm nhỏ nữa. Mình độc quyền ở đây chứ, hay chỉ có phần người ta cao nhất. Sau này để muốn làm gì phải hỏi ý tao trước mới được, biết chưa hả? Ba giới, cho nó uống đi. Không phải, nó vác nhiều đồ như vậy, tiêu hao thể lực lớn nhất. Nếu sư phụ đã nói như vậy, thì cầm lấy đi, xem như ta phê chuẩn. Ngao Tuyết. Sướng gì đâu. Ngươi, cái tên này lại dám uống hết nước. Không phục à? Muốn ép ta nổi nóng hả? Đồ ngốc. Muốn uống nước thì có gì khó? Xem ta đây. Lợi hại thật. Tức chết đi được. Thân là Long Nhân, bản thân Ngao Tuyết đã có bản lĩnh gọi gió mưa sấm chớp rồi. Năng lực cảm giác tự nhiên của hắn vô cùng mạnh, có thể tìm được nguồn nước hiếm hoi trong sa mạc này. Trước đây hắn đã giúp chúng ta vượt qua không ít cảnh khó. Có rồi, bên này. Mọi người mau đi theo. Xem bộ dạng thần khí của hắn kìa. Đừng có đi nhanh thế. Ngao Tuyết, ngươi đi kiểu gì vậy? Không phải nói thì được nguồn nước sao? Sao ngươi dẫn chúng ta chạy lòng vòng trong sa mạc vậy? Kỳ lạ. Rõ ràng ta đã cảm nhận được hơi nước ở phía trước, nhưng đến gần thì lại biến mất. Liên tục mấy lần đều như vậy, cứ như cố tình giúp ta vồ cụt, không cùng tiêu hao thể lực của ta vậy. Đáng ghét, mệt quá. Cái tên này đường về tí có được không? Không đúng. Nơi này là chỗ lúc nãy chúng ta vừa nghỉ. Chúng ta vẫn luôn đi lòng vòng trong sa mạc. Ta còn có chú ý, từ nãy tới giờ mặt trời chưa từng di chuyển không? Xem ra chúng ta đã rơi vào mê trận rồi. Mê trận? Cái gì? Mê trận? Sao ai làm? Bạch Lăng, mà đuổi theo hắn. Đừng tha cho hắn. Đây là ngã rẽ. Đáng ghét. Tên này rốt cuộc là ai? Nhìn thấy sắc mặt của hắn không? Không biết. Đi về hướng nào rồi? Người bạch trận này vô cùng cao minh. Dường như hắn rất hiểu chúng ta.
Nhưng mà muốn khống chế ma trận khổng lồ này, bản thân hắn cũng phải ở trong trận. Thời gian không còn nhiều, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Vâng, Bát Giới và Ngao Tuyết đi bên phải, ta và Bạch Lang đi bên trái. Vâng. Chí Quốc Thiên sư phụ, sát tâm quan âm, dạo này có khỏe không? Nghe nói kỳ kinh ở trên người Đường Tam Tạng, lần này do ngài đích thân đi truy bắt hắn, còn gặp được Như Lai, có chuyện này không? Không sai, tin tức của lão sư thật nhanh nhạy. Chính vì có Như Lai ra tay mới khiến ta trắng tay quay về. Có điều lão sư yên tâm, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Ngài và Như Lai vẫn thích đấu nhau như vậy. Trước đây các người là lưỡng đại hộ pháp sư của Thiên Cung, nhưng cũng chưa từng phân thắng bại. Lão sư có ý gì cứ việc nói thẳng. Sát tâm quan âm, lão phu cũng không vòng vò nữa. Nhiệm vụ thu hồi kỳ kinh cứ giao cho lão phu đi. Nếu ngài đã từng thất thủ, sao không để lão phu thử xem? Kỳ kinh hiện thế đã vài tháng, đến nay vẫn chưa có được cô ta. Lòng nhẫn nại của Đế Thích Thiên cũng sắp tiêu hết rồi. Ông đã thỉnh thị Đế Thích Thiên. Lão sư khách sáo rồi. Đề nghị của Đông Phương tướng quân ta nào có thể chối từ. Mong ông thành công chóng vánh. Đa tạ. Phải cẩn thận đấy. Ăn trộm cũng có đạo sinh tồn của mình. Ngộ Tịnh, còn có biết Đông Phương Tướng Quân Thiên Giới Chỉ Phúc Thiền muốn đánh bại đám người Đường Tam Tạng thì nên xuống tay thế nào không? Xin sư phụ chỉ giáo. Con phải ra tay từ nội bộ, ly gián bọn họ, chia rẽ bọn họ. Có lẽ mê trận sở trường của con sẽ có chỗ dùng đấy. Hiểu rồi. Sư phụ, bất trận là gì vậy? Là một loại bẫy pháp luật. Để bài trận xây dựng một thế giới hư ảo, mê hoặc người đi trong đó, khiến họ bất giác tự đi vào chỗ chết. Năng lực của người bài trận càng lớn, quy mô mê trận càng rộng. Hơn nữa, rất khó tìm được sơ hở. Một khi mất đi tâm bình tĩnh, sẽ rất dễ đi loạn và chết. Có điều trận có mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn của nó. Chúng ta sẽ tìm được thôi. Đáng sợ thật. Không cần ra tay đã có thể giết chết kẻ địch. Muốn phá trận này, e là chúng ta phải tốn một ít công sức. Bạch Lang, kiên nhẫn một chút. Vâng, sư phụ. Cái tên đó rốt cuộc ở đâu? Đáng ghét. Nếu hắn đã cố tình trốn, muốn tìm được không dễ đâu. Mấy trận này rất tinh tế. Để là tại ngươi. Nói muốn dẫn chúng ta đi tìm nguồn nước, kết quả lại rơi vào bẫy không ra được. Ngươi có thôi đi không? Dáng vẻ bạch mã của ngươi thuận mắt hơn bây giờ nhiều. Hơn nữa ta biết hết mọi chuyện của ngươi. Ngươi chính là mầm họa, nghiệt chủng. Ngươi không phải lòng đi Tây Thiên trả kinh. Ngươi chỉ đang chờ một cơ hội muốn hại chết sư phụ và chúng ta. Đây mới là bản tính của ngươi. Nắng gắt thế này thật khiến người ta khó chịu, đúng không? Bạch Lang, có chuyện này ta để ý lâu rồi. Kỳ kinh vẫn luôn do con bảo quản. Chuyện này có phải kỳ lạ quá không? Thứ quan trọng như vậy lại để người có năng lực thấp nhất như con bảo quản, không phải vô cùng nguy hiểm sao? Giao kỳ kinh cho ta, để ta bảo vệ cô ấy mới là hợp lý nhất. Mau, sư phụ, giao cho ta. Chuyện này sao lại? Không tin ta sao? Chỉ đột nhiên nói như vậy khiến quan rất khó xử. Là chính tay ta đưa cô ấy về thế giới trung thổ. Bây giờ cũng là ta gượng hết tính mạng đi trên con đường trả kinh này. Xin lỗi sư phụ.
Chỉ duy câu chuyện này, thứ cho con không thể nghe theo. Con từng thề với Tiểu Vũ sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cô ấy, quyết không ra cô ấy cho người khác. Cái đồ ngốc không hiểu chuyện này. Con dựa vào đâu mà bảo vệ Kỳ Kinh? Chỉ có ta mới có thể bảo vệ cô ấy. Nào, giao cô ấy cho ta. Sư phụ, người ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại? Đừng phí lời, mau đưa này. Sư phụ, xin đừng mà, đưa cho ta. Kỳ Kinh là của ta, đưa đây. Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi cứ thừa nhận đi. Tuyền chết đi được, còn heo nhà ngươi, nhịn không nổi nữa rồi à? Nhịn không nổi bắt đầu bộc phát bản tính của mình rồi à? Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi ở đây à? Lẽ nào lão chư ta đây lại sợ ngươi, chư bát giới? Lão tử muốn nại ngươi lâu rồi, lần này là do ngươi tự tìm lấy. Giữ ngươi lại trước sau gì cũng gây họa. Đợi ta xử trí ngươi rồi mới phải thỉnh tội với sư phụ. Dựa vào ngươi, đến vợ mình ngươi cũng không thỏa mãn được. Dựa vào đâu đòi làm đối thủ của ta? Người chết người mất, liên quan gì đến ngươi? Cái đồ cố kiếp này, cố tình cười nhạo ta, chọc ta nổi điên. Ta nhắc lại lần nữa, sư phụ, đưa cô ấy cho ta. Ta, hình như ta bị tâm ma khống chế rồi. Sư phụ, chuyện này là sao? Mê trận này có thể kích thích nhân tâm, gợi nên những tham lam ái dục của con người. Bạch Lang, nội tâm con như một tờ giấy trắng, sẽ không bị mê trận ảnh hưởng. Vậy thế con nên làm thế nào? Con mồi đã không thể tự giết nhau, đến lúc kết thúc rồi. Ngộ Tịnh, hắn là sao? Ngộ Tịnh sư huynh, bọn tặc tỉ lấy trộm Kỳ Kinh, ta phục lệnh Đông Phương tướng quân, chỉ quốc viên vương, trừng trị các người. Ngộ Tịnh, con dừng tay, ta là Đường Tam Tạng đây. Ngươi là ai, liên quan gì đến ta? Chịu chết đi. Sư phụ, hình như huynh ấy không nhận ra người. Huynh ấy thật sự là Ngộ Tịnh sư huynh sao? Đừng khinh người quá đáng. Đây là... Nguy hiểm quá. Cô ấy có thể hóa thân thành cát bay, hư hư thực thực không thể nắm bắt. Sư phụ nói Tam sư huynh Ngộ Tịnh vốn là xa yêu, tin rằng tuyệt đối không sai. Ngộ Tịnh, 16 năm nay con bật vô âm tín, vì sao vừa gặp lại đã muốn dồn chúng ta vào chỗ chết? Có thể nói chuyện với ta không? Nói chuyện gì? Ta không quen người. Nhìn ánh mắt của hắn, lẽ nào là ta giết người trước? Đường Tam Tạng vẫn chưa phải của ta mà. Sư phụ, sao Ngộ Tịnh sư huynh là kẻ địch sao? Ngộ Tịnh giờ như đã bị phép thuật khống chế, quên đi chuyện trước đây. Có điều bây giờ hắn là kẻ địch của chúng ta, con cứ dốc sức đánh bại hắn. Con phải đánh bại Ngộ Tịnh sư huynh. Cứ thoải mái đến đây. Tiểu tử, giải quyết người trước. Lưu Sa Hà. Không ngờ đất cát lại di chuyển, giống như giống như có sự sống vậy. Đáng sợ thật, rơi xuống đó chắc chắn sẽ bị nuốt chửng. Ngộ Tịnh có thể khống chế cát, ở sa mạc này đều là chiến trường của hắn. Bạch Lang, ta phải dùng đạo tạng tâm tình chấp lại ngay trận quấy nhiễu, không thể giúp con. Điểm yếu của Ngộ Tịnh ở trên mặt, còn phải nắm bắt cơ hội. Tự sa trùng, xem ra một mình đã đối phó với Ngộ Tịnh vẫn là quá miễn cưỡng. Bạch Lang, cẩn thận. Đừng có xem thường ta, Lang Chảo. Công lực của Bạch Lang đã tiến bộ không ít, dù đối chiến với Ngộ Tịnh cũng không rơi vào thế hạ phong. Không thể không nói là công lao của ta. Nếu tiếp tục thế này, nó sẽ trở thành đến mức nào đây?
thực lực của Tạc Phỉ cũng không kém. Có điều, Lưu Sa Hà là địa bàn của ta, ngươi không thắng được ta đâu. Phụng lệnh ân sư, tru sát Tạc Phỉ, tuyệt không lưu tình. Phong xa chi tiếng. Lớn quá. Biến hóa của huynh ấy đúng là vô cùng vô tận. Nhưng mình không thể thua. Nếu mình thua, sư phụ và các sư huynh sẽ gặp nguy hiểm. Thối đại nhân, ra đây giúp ta với. Long hồn. Phá. Bắt được ngươi rồi. Gương mặt này chính là điểm yếu duy nhất của ngươi. Tiểu tử, vô ích thôi. Đồ ngốc, ngươi làm vậy không đạt thương được ta đâu, ngược lại sẽ khiến bản thân bị trọng thương. Đợi ta khôi phục thân thể sẽ có thể giết người ngay. Thái công, khi con tập trung tinh thần đối phó với Bạch Lang chính là cơ hội tốt để ta ra tay. Bạch Lang, thương thế của con thế nào? Không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn. Địa hình vùng sa mạc này thay đổi rồi. Những gì chúng ta nhìn thấy đều là ảo ảnh sao? Giết chết người. Ta phải nghiền nát cái đầu heo của ngươi. Ta phải xé xác ngươi thành mảnh vụn. Hai đứa con, dừng tay lại hết cho ta. Các con đã bị mê trận của Ngộ Tịnh kích động ác niệm tham lam si mê lòng người. Báo tỉnh táo lại đi. Sư đệ, chuyện là thế nào vậy? Ngộ Tịnh, con nhất định phải tỉnh táo trở lại. Ngộ Tịnh vốn là một con ác yêu bên bờ Lưu Sa Hà. Sở trường của hắn là bày bố mê trận trong sa mạc dùng để mê hoặc lữ khách qua đường rồi ăn thịt bọn họ. Nằm đó trên đường lấy kinh, ta từng là một trong những mục tiêu của hắn. Thì thánh nhân trong truyền thuyết lại để ta bắt gặp được. Đại thần, xin lỗi, ta không ăn thịt nữa, không ăn nữa. Xin người tha cho ta đi. Ngộ Tịnh có duyên với ta, ta quyết định nhận hắn làm đồ đệ, hóa giải ác niệm trong lòng hắn. Dọc đường, Ngộ Tịnh đã dùng năng lực độc đáo của mình hóa giải không ít nguy cơ.
Ngộ Tịnh không nói nhiều, vui giận đều hiện hết trên mặt, tính cách vô cùng hướng nội ngại ngùng. Ngộ Tịnh là đồ đệ ta tin tưởng nhất, cho dù thế nào ta cũng nhất định phải khôi phục ký ức cho hắn. Đạo tạng tâm kinh có thể trừ đi mọi chướng ngại pháp thuật, nhưng nhất thời cũng không thể hoàn thành được. Một khi ta lơi lỏng, hắn sẽ lập tức tấn công lần nữa. Đường Tam Tạng à, tâm trạng không muốn từ bỏ đồ đệ của ngươi ta vô cùng thấu hiểu. Có điều thuật vong ngã mà hắn trúng, dù là ngươi cũng không dễ gì giải được. Ông ta là ai vậy? Là Thiên Chúng. Ông ta không phải Thiên Chúng bình thường. Ta từng gặp ông ta ở Thiên Cung. Ông ta một trong tứ thiên. Không sai, lão phu chính là Đông Phương tướng quân của thiên giới Trì Quốc Thiên. Hôm nay đến đây để lấy lại kỳ kinh, các người còn ngoan ngoãn giao ra không? Các đệ tử của ta đều làm tới bát đại kim cang, chức quan trọng của thiên giới. Đáng tiếc, chuyện truy bắt kỳ kinh này, các người đều không tiến thêm bước nào. Sư phụ, lần trước đều là con nhất thời sơ ý mới thất thủ, xin cho con đoái công chuộc tội. Các người ở lại tu dưỡng cho tốt, lần này để lão phu đích thân ra tay. Đại thần Kim Cang, Hoàng Tùy Cầu Kim Cang và cả Tịnh Độc Kim Cang, lão phu biết ba người các người từ lâu đã không nhịn được muốn thử một lần. Lần này cho các người một cơ hội phát huy thật tốt. Tuân lệnh. Đa tạ sư tổ. Chúng con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ta cho rằng bọn họ có tiềm lực không thể xem thường. Xin sư tôn cẩn thận hành sự. Tiềm lực gì chứ? Chẳng qua chỉ là kiếm một cái cớ, chẳng thất bại lần trước thôi. Lần này không cần sư tôn ra tay, một mình ta cũng có thể giải quyết được bọn chúng. Được. Quan trọng là khí phách này, nhất định không làm hổ danh Kim Cang. Đường Tam Tạng, 16 năm trước, ở Ngọc Thư Điện trên Thiên Cung, lão phu đã tha cho người. Năm đó, ngươi cùng ba đồ đệ vinh quang trở về, tiếp nhận phong thưởng, vốn là một chuyện đáng mừng.